Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Thảo Mili. Mili xin chúc các bác có một ngày mới vui vẻ và thành công trong việc. Tiếp tục cái chương trình của Mili ngày hôm nay, Mili sẽ đưa tất cả các bác quay trở lại nhà của em Gia ba con, để Mili cùng với cả em Gia đi thanh toán cái tiền gà. Đợt trước là Mili cùng với em Gia đi mua gà vẫn chưa trả hết tiền được, và xem là cái số tiền còn thừa khoảng bao nhiêu thì sẽ hộ giúp em Mỹ Gia là mua một con dê cái để làm giống. Và bây giờ mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đi vào trong nhà của em Gia ba con ở phía tận trên đỉnh đồi này, và mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái quãng đường Mỹ Linh đi vào trong nhà của em Gia ba con, và mời tất cả các bác cùng với Mỹ Linh đồng hành vào nhà của em Gia. Đấy thì hôm nay thì hai anh em là cũng mua được chiếu với một ít gối cho gia đình của nhà em Gia, tại vì là hôm trước vào thì cũng mua giường, nhưng mà chiếu giường với của nhà em Gia thì nó cũng đã bị cũ hết rồi, thì mình vào thì mình thay đổi luôn. Thôi đi nhờ Thanh nhờ. Đấy thì các bác hãy theo dõi cái quãng đường đi vào trong nhà của em Gia xem nó như thế nào. Các bác thông cảm, tại vì là con đường hơi có nhiều đá gập ghềnh nên là đi hơi sóc, nên là các bác xem qua thước phim thì mong các bác thông cảm, nó hơi bị sóc rung màn hình. Hôm nay thì chỗ bên này đường nó khô rồi, thế nên là mới đi xe máy qua đây được, còn không là phải leo đồi hết các bác. Đây là quặng này, ngày xưa họ thu hoạch quặng. Cho các bác chiêm ngưỡng quãng đường đi. Đứng nhảy ơi. Đoạn này còn chưa khiếp cơ, một đoạn nữa cơ, đường bé tí lắm. Đường bé đi, nếu mà có bác nào mà yếu tay ấy thì đi không may có khả năng có thể là bị ngã. Ngày xưa, ngày lần đầu, cái thời gian đầu Mỹ Linh đi vào trong nhà của Gia thì Mỹ Linh cũng bị ngã một lần rồi. Quay hơi ghim ghim vào đầu xe máy để cho các bác xem Mỹ Linh lái xe nó. Sóc bật tay, đầu xe bay liên tục. Đấy, ở đây vẫn có những cái hộ dân này, có một hai nhà dân đây. Những nhà này cũng thuộc là những nhà khó khăn đấy. Các bác xem, ở rất là thô sơ luôn. Đấy, các bác thấy đường rất là bé luôn. Một bên là vực, một bên là đường. Đấy, các bác xem dưới này, đi không cẩn thận một cái là rơi xuống luôn, là trôi xuống tận dưới dốc luôn đấy. Nguy hiểm lắm. Thế nên mới bảo là dân vùng cao vẫn còn khó khăn và khổ lắm các bạn. Muốn làm ăn thì lại không có đất. Giống như bên châu Phi thì đất thì nhiều nhưng mà lại không biết làm ăn. Nói chung là bên nào nó cũng khổ cả. Mỹ Linh cũng không biết nào, nhưng mà phải theo những cái góc độ từ các bác nhận xét cơ.
Đấy, nói chung là bà con vùng cao thì ở trên vùng cao thì bà con ở trên này giúp đỡ bà con được phần nào hay phần đó, bà con trên này còn giữ biên cương biên ải, gọi là giáp biên giới rất là khó khăn. Cũng mong là các bác hãy luôn đồng hành và ủng hộ giúp đỡ đến bà con vùng cao, đặc biệt là qua kênh của Thảo Mỹ Linh. Đường rất là bé các bác ạ. Đấy, đợt trước anh bị ngã đi một lần, tí nữa rơi xuống đây. Ấy, mình ở tít tận bên kia sang kìa. Ở gần đâu. Đúng rồi. Wow. Đấy, hiện tại là Mỹ Linh đang trên đường đi vào trong nhà của em kia đây các bác. Cũng là khá lâu rồi không quay lại. Bởi vì là cũng có rất là nhiều hoàn cảnh. Và chỗ nhà của Ria nó đường đi rất xa, mà cứ mỗi lần mưa là không vào được. Mưa vẫn là nên nhìn thấy cây ổi này. Đến nhà Ria rồi. Mẹ. Xin chào nhá. Ê, mẹ. Ờ. Hả? Anh nói gì à? Đang học giấy ta. Kẹo này. Ờ. Xin chào nhá. Ở nhà đấy à? Ờ. Đây chiếu với gối để đây nhá. Xong dọn lại cái giường này cho gọn nhá, anh gì ơi. Đừng quay lên nhìn thấy trẻ con đang cởi chuồng. Vẫn ăn mẻ mén nữa à? Các bác xem này, mẻ mén này. Đấy. Ấy bác kẹo ăn đi, bác kẹo ăn đi. Để thắng rồi. Đấy. Có cần bác hộ không? Trước mua con gà cái là bao nhiêu nhỉ? Hả? Tổ cái là ít kiếp chẳng hết nhỉ? Tổ cái sao nhá? Tổ sao này chỉ tao lúc này. Chả cân này đây. Để hành thấy mua là ô chia lì thứ này mà ô chia ô đẹp tè à. Nhi ô chị mà ô đẹp lòi đâu? Ô chị tao đẹp lắm ô đẹp. Vẫn chưa bắt à? Ừ. À, nhi nhi chế. Để ô tôi chế nặng mình tè lúc này. Mình tè mà được chế cậu ý mua nhiên thì mà mà ô tử mua ít bỏ chiên đây là mà. Mà nó số cao tự nhiên mua lại vô cao luôn. Hả? Thì sao? Nếu cô mà tả nhiên mà là nếu cô ít lần đẻ là quan tệ, mấy mua nhiên, mấy mua quan tệ, mấy chúng gì có tự nhiên. Gì có tự nhiên, tất cả. Mua quan nhiên có xả. Mua nhiên này mà mua là vô cao lắm, thật phí hả lì à. Ô tử chỉ tâm mua nhiên đấy hả lì à. À giờ mua plug chết đi, mua không mua plug chết tao nhỉ? À giờ mua đi xả, mua mua không tao mà xả mà nhỉ? Ờ. Tao là mà. Nhưng mà để tao nhớ thì nó nhau sọt chè không ấy, nhau sọt chè nó ít xuống ấy, nhau lống mà ít rồi tập từ thế bây giờ không bắt được thì làm thế nào nên để tao mà quên chưa thế gì không bây giờ đấy mấy ai tụi chín thế gì bảo con dê kia bao nhiêu tiền một à mấy à trong một là nhiệt tài tốn thứ thế bao nhiêu tiền tụi chè. Bây giờ Mỹ Linh vào đây riêng mà không để dê ở đây làm sao Mỹ Linh biết được, còn phải đợi nữa thì trời tối sao vào được. Nhìn nó chén thì tròn du thật đấy, ngủ chơi đó à. U la tỏ ấy. Bây giờ đã Mỹ Linh đã gọi điện bảo chưa thế rồi. Nhưng mà ở tận đâu? Nhưng mà con đấy tầm khoảng bao nhiêu tiền? Không có nữa. Thế bây giờ đi đâu? Bây giờ đi đâu? Dì đưa đi đâu? Ý là dê đang chăn bên đấy gì?
Thế thì bây giờ đi bắt con gà kia về đây. Con gà kia đã cọc 100.000 đã mỗi một chiếc đó là vấn đề rồi. Đúng không? Nông ơi! Đây dìa đang à? Nông ơi! À, đi hỏi để xem con dê cái bao nhiêu tiền các bác. Bây giờ đang mang đi chăn rồi. Đâu, chăn tôi đâu? Từ kia à? Tôi mà của tôi à? Từ từ chăm à? Tôi là tự, tôi nóng ấy. Nên tạo một nóng. Nông ơi! Đang gọi các bác. Nông ơi, một cái dê lọc cháu mà. Thế là như thế nào? Từ mấy tuần là gì rồi? Một con đau, trong một con đau. À, thế các bác, thế cái chủ nhà con dê đấy thì à, bây giờ nó đã dắt dê đi chăn ở tít tận đồi bên kia rồi. Thì à, bây giờ cũng không thể ở đây để đi xem con dê đấy để mua được. Thì bây giờ thì nếu mà dê đấy chưa về thì thôi bây giờ đi lấy con gà giống con nọ mua về. Nhà dê có một con gà được kia. Dê từ bò hả? Dê từ bò. Thế nhưng mà con gà mái được. Để trích cái tiền của cô Lê Phương ở Hồng Kông. Đi đi đi. Thế thì đợi nào hồi dê mới về? Tiền gì nếu mà tàu trích tầng lỗ. Ôi dồi ôi, 5 giờ thì Minh Linh không ở đây được rồi. 5 giờ là tối lắm rồi. Đường này không thể đi tối về được. Xin chào. Hồ lòng. Đấy, giờ nó mất chị tàu đấy. Lại không ở nhà nữa được các bác ạ. Không biết anh Dê làm việc nào, tại vì là cháu Linh cũng liên hệ với Dê bảo là chiều nay mình Linh sẽ đến. Nhưng mà không biết là Dê lại vẫn bận làm cái gì hôm nay. Nếu mà như thế thì hôm nay lại vào lại là mất công vào rồi. Không ở nhà rồi à? Thế hôm nọ bảo là cọc tiền nó bắt gà nhưng mà nhà này không cho bắt à? Nhà này bảo là phải đưa hết mới được lấy à? Mất tia tàn nên mình đẹp tay rồi. Thế là trước mặt thì lúc đầu Mỹ Linh ở đấy thì chủ nhà bảo là cho lấy. Nhưng mà sau khi Mỹ Linh về riêng lên lấy thì chủ nhà phải bảo là đưa hết tiền mới được lấy. Mình có lóc hết đấy. Thế thôi. Không thấy gì thôi, về về. Ở đâu? Nó sợ đi. Nè, lóc hết sao rồi? Chỗ nào? Chết của sợ. Nhà tí thật gì kia? Thế thì đi gọi về đi. Đấy, anh Dê đi gọi về đi, xong là mua gà ăn được, dê thì để hôm sau cũng được. Thôi xin một viên. Hả? Mai cho anh xin một viên. Cho thêm nữa đi. Đấy, rất ngoan đấy. Anh chiều thì thôi anh không ăn đâu nha. Cất đi. Ăn tiết kiệm đấy nha, nó chật chà chà. Ăn một viên thôi. Thế dạo này có đi học không? Hả? Dạo này Mai có đi học không Mai? Dạo này có đi học không? Không đi học á? Nó chỉ quần đó rồi. Cợ á? Thế đi học đã biết mình tên là gì chưa? Cháu tên là gì? Trời ơi, cái bụng run sán này các bác căng đét, các bác rèn bụng. Ui ôi, quả bụng này căng quá. Không phải ăn no đâu, bụng này bụng run rồi các bác xem. Có về không Di ơi? À, không ở trên đấy à? Thế thôi. Thế thì đi về nhà Di đi, xong à. Có gì đưa tiền không? Hôm nào Di lên gửi xong à. Thừa tiền thì bảo Minh Linh được. Nhưng mà con đấy là ước chừng là tầm bao nhiêu cân? À, tay á? Ừ. Mình thấy mua tàu có chia rồi chia. Tàu tay giá. Tầm 2 cân á? Ừ. Thế cứ cho là 2 cân nhá. 2 cân là 300 nghìn đúng không? Ý kia, mấy kia nào nữa nhỉ? Kia, của bé. Cân 3 à? Ừ, hôm nào là hãy kia của bé rồi. Ừ. Của bé mà có chia ôm của cháu. Thế là cứ tính là 2 cân là 260, cứ đưa cho Diên 300 nghìn. Xong rồi thừa thiếu thì hôm nào Mỹ Linh vào thì Diên lại giả lại. Đấy. Thì bây giờ các bác cùng với Mỹ Linh đi xuống nhà Mỹ Diên để tâm sự. Đấy, tiếc quá lần nào vào cũng là... Hôm nay tớ dừng lại đó, cứ đi này các bác thấy toàn thấy lưng các bác còn không biết là Diên là ai. Đấy, đấy thì hôm nay vào thì là
Hôm nay em vào em nhắn tin em gọi điện em bảo anh như thế mà anh không nhắc mọi người, bảo là mọi người để con dê đấy ở lại à? Nó chỉnh cho Hải là rồi. Chỉnh cho Hải. Đấy. Thế bảo gà thì bảo bắt đi nhưng mà lại bảo là chủ nhà này bảo là phải đưa hết tiền thì mới cho bắt về, còn cọc thì chỉ cọc trước thôi. Thôi đi về nhà đi. Về nhà ngồi nói chuyện một chút xong là đi Linh về. Thế nhà ăn cơm chưa? Xong. Xong nó. Chưa ăn cơm à? Thế là hôm nay là Dìa, hôm nay là cũng gọi điện căn giọng cho Dìa như thế rồi mà Dìa cũng không lên bảo thì Linh cũng không biết nói nào, lại mất công vào. Hôm nay chắc chỉ trao tiền mua gà thôi. Các bác xem nhà Dìa bé tí thế này với cả nhà của mẹ Dìa thế này này. Nhà bé tí luôn. Mẹ ở nhà không? Ở nhà. Ừ, thế đi xuống vào thăm tí nào. Đấy, mời tất cả các bác uống chè chỗ nhà của Dìa nhá. Đấy thì lần trước là cũng trích cái số tiền của cô Lê Trương mua mấy cái bộ ấm chè này. Đấy vào nhà thì bây giờ Dìa cũng biết là mời khách uống nước rồi. Thôi cảm ơn nhá, cho xách nhá. Thế là con dê đấy là mang đi chăn rồi à? Dạ ạ. Thế là vào thì là họ lại cho dê đi chăn rồi các bác. Thì như Dìa bảo con đấy thì là con đấy tầm 20 cân không? Mua nền gạo chia mua. Nền gạo chia thì thật chí lúc mà cho chị mua giống mua tàu chỗ xa gì thêm mua. Dìa bảo là tầm 17-18 cân. Thì tính 120 cân thì là nó phải rơi vào tầm khoảng 2 triệu thôi các bác. Thì chắc là Mỹ Linh nếu mà nhà Dìa xa quá thì chắc là nếu mà Dìa bảo con dê đấy tốt thì chắc là Mỹ Linh sẽ gửi lại tiền cho Dìa mua con dê đấy. Sau đó là để thức phim sau Mỹ Linh lại quay lại để kiểm tra con dê đấy. Với Dìa đang bảo là con dê đấy là đang có chửa nữa, thế nên là mua con đấy nó sẽ rất là tiện. Thì vài tháng nữa thì con dê đấy sẽ đẻ. Tu chỉ là yêu mà mua nào đi thì yêu. Tu mình nghe một lần cho em giờ lúc cậu ít lì ra yêu. Cậu ít lì à? À lúc ít lì. Lúc ít lì mình nên mua. Là chia là chia yêu á. Thì Dìa bảo là tầm đến Tết là nó sẽ đẻ rồi. Đấy. Đấy ăn kẹo đấy nhá, ăn kẹo đấy nhá, chỉ thả lúa nhá. Đấy thì là Dìa bảo là đến Tết thì sẽ đẻ. Thì Mỹ Linh cũng rất là sợ, tại vì là nếu mà đưa tiền này thì các bác, các cô lại nghĩ là nó sẽ không thật và các bác sẽ nghĩ là diễn. Nhưng mà tại vì là chỗ nhà Dìa đây cũng rất là xa thì là Mỹ Linh sẽ đưa tiền trước cho Dìa. Và sau đó thì là kết thúc phim sau Mỹ Linh sẽ quay lại để kiểm tra con dê đó là nó bao nhiêu tiền. Hiện tại thì chỗ nhà của Dìa thì Dìa cũng không có một con vật gì nuôi. Mua nhu đây chú, đúng rồi, chỉ mua đầu đúng không? Chỉ mua à, nhau đấy. Này là lai. Đấy, nhà Dìa thì là không có bò, không có dê và không có gà. Thì là cũng là cũng mua một con gà đấy. Thì con gà đấy thì là cũng cọc trước là 100.000 rồi. Thì 100.000 rồi thì bây giờ là con gà đấy tầm 2 cân thì là sẽ là 300.000, à không, gần 260.000. Thì thôi thì thừa 40.000 thì thôi là Mỹ Linh cũng để đấy, thừa thì mấy nữa vào thì Dìa sẽ gửi lại cho Mỹ Linh. Đấy thì cũng rất là ngại, không biết cháy thì chảy ra cho bỏ thì dù thật quá à. Có sợ ấy. Chảy ra thì mà chảy ra bỏ đấy thì phải thấy con dê đấy. Nhưng mà tại vì là bây giờ dê đi chăn rồi thì nó phải là 6-7 giờ thì nó mới về cơ. Thì rất là muộn. Thế nên là lúc đấy tối rồi Mỹ Linh cũng không ở lại được. Khó nhỉ. Một chí tỉnh nó lọt rồi. 5 giờ về á? Chí tỉnh. Thế thì 5 giờ thì chuẩn là phiên thì đi ngay cho lò rồi. Mình phải tới vô lò á. Thế thì mất trở tỉnh. Xem bao nhiêu giờ rồi? Chí tỉnh có phiên. Trào tỉnh. Thế thì trào lòng chỗ à? Tầm bao giờ? Yo. 6 giờ mới đuổi về đến à? Ờ. Tạp kịch của ta này trong lý á. Ở đâu này trồng rau mà tàu ở tỉnh này này trồng mà tiếp lộn rau này tiếp trả lộn rau bây giờ mà tiếp lộn cà tạt à này cho lì tiếp một bé tỉnh tàu này tiếp trồng ngoài mà này giờ bé thế đợi một tí tầm khoảng 30 phút nữa có về không bé ở phía rồi
tết chọc viên mà ca mắm mỏng tổ tổ hề một vua tay là vé một nô tả nghe tiền bảo. Thế thì trong cái lúc chờ đợi Mỹ Linh cũng bảo với em cậu nhà Dìa đây đi mua gà về rồi để nấu bữa cơm với cho các gia đình đây các con đấy ăn. Thì trong những cái lúc chờ đợi này thì sẽ chờ con dê về, sau đó là sẽ quay cho các bác xem. Đấy thì một lúc nữa thì Mỹ Linh sẽ đưa cả tiền gà với cả tiền dê cho Dìa luôn để Dìa thanh toán lại cho họ. Đấy. Thôi mời uống nước đi nhỉ, đang đợi một tí. Ở đây mình chỉ bỏ nó mạng. Được, được, được. Bố tửa, nước trên rồi. Xin chào nhá. Đấy nhá, lấy cái chiếu ra giải nhá. Riêng riêng giải luôn cái chiếu, lấy cái mấy cái đồ này ra. Đấy còn gối thì cho nhà riêng 3 cái, còn thế này cho 1 cái thôi. Tại vì là nhà riêng đông trẻ con quá các bác. Hôm nay Mỹ Linh là mua 4 cái gối, nhưng mà cho nhà riêng 3 cái rồi, còn dưới nhà này 1 cái thôi. Tại vì số tiền nó cũng có hạn, mong là các bác thông cảm. Đấy, hộp nọ vào tên. Nhà này không có điện à? Chúng mất tảnh rồi. Mua mà. Điện này mới sáng này đó. Ê. Ôi mẹ. Ôi. Thế chồng thu là mau rồi. Buổi tối là... Đấy, thế là tối ngủ ok nhá. Rồi. Thế là đang làm gì ấy? Hả? Nhi à? Thế đây à? Lâu không gặp nhớ. Thế đấy, ôi dồi ôi, không gặp nhớ các bác. Cô đây đấy, nói chung là các bác thông cảm. Cô đây thì là cũng không được minh mẫn lắm. Nó gần giống như ở thiểu năng trí tuệ. Thế nên là cũng nhiều khi cũng không biết gì. Thì đấy, đang bây giờ thì đang chăm một đứa em bé. Thế nên là cô đây cũng rất là khó khăn. Là mẹ kế của Dìa. Đấy, gia đình Dìa thì rất là đông con. Tổng bây giờ tổng gia đình Dìa bây giờ là có 12 người nhỉ? Có tụi này nhỉ? Dạ, có. Đấy, bây giờ tổng gia đình nhà Dìa là 12 người. Mà một mình Dìa là gánh vác. Gia đình cũng rất là khó khăn các bác. Thế cũng mong là các bác xem qua được cái thước phim của nhà em Dìa ba con đây. Thì cũng mong là các bác hãy luôn đồng hành và ủng hộ đến nhà em Dìa. Đấy thì đợt này thì là cô Lê Phương. Đấy, cô có giúp gia đình nhà Dìa là một số tiền là 1,5 triệu để mua gà và mua dê. Thì tiền dê thì không đủ thì Mỹ Linh lại trích thêm cái số tiền của cô Lê Trương vào để là đủ cho mua cái con dê cho nhà Dìa để Dìa có thể phát triển kinh tế. Tại vì qua Tết thì con Dìa đấy nó mới đẻ được, tại vì dê đấy là dê cái nó bé. Thì các bác cũng biết dê là ở trên vùng cao là nó 120 đến 130 một cân cơ. Đấy, tầm giả dụ 120 một cân thì 20 cân nó là 2,4 triệu rồi. Đấy thì cũng rất là thương chỗ nhà Dìa đây, thì cũng mong là các bác hãy ủng hộ. Hôm nay vào thì Mỹ Linh mua chiếu với mua gối thì là trích tiền của cô Lê Trương. Đấy, số tiền trước của cô Lê Trương là còn 1,353,000 thì Mỹ Linh sẽ trích ra. Và nếu mà mua dê thiếu thì sẽ lấy cái tiền của cô Lê Trương đấy gom vào để đủ cho Dìa mua một con dê. Thì cô cũng bảo như thế. Thế em bé rồi, tụi mình nhuẩn đi. Hả? Hả? Cười. Cười vui. Đâu? Ôi, em bé đang ngủ ấy các bác. Ôi, không cần chỉ bữa đâu, thế thôi, kệ nó đi đâu. Rồi, cho nó ngủ, cho nó ngủ. Ôi, đang nấu cái gì đây? Hát gì, hóa gì đây? Đang nấu cái gì đây? Ôi, xôi rồi, cu rồi. Đang nấu rau à? Ôi dồi, ăn thế này thôi á? Các bác xem ăn rau cái này thôi. Tí lên nhà Dìa ăn cơm nhá, ít nhỉ tôi phải Dìa nó mỏ nhá. Lên nhà Dìa ăn thịt gà nhá, Dìa đi mua gà nhá. Biết chưa? Nhớ chưa? Ít nhỉ tôi nó ngay tay nhá. Vui không các bác? Cho nó ngủ đi, trẻ con mà. Đấy, các bác xem, từ lúc ông mất cái là nhà không còn cái gì cả. Nói chung là, đấy.
Nhưng mà Dìa nhớ là phải chăm sóc mẹ cẩn thận nhá. Đấy, các bác xem cũng rất là thô sơ. Để những thước phim sau, Milly quay lại, Milly sẽ mua mắm muối mì chính, gọi là mua gạo cho gia đình. Còn gạo ăn không? Chua chua nó chưa? Chua nè. Chú á? Ờ. Chú mới có mẹ cho chuẩn nữa. À, vẫn còn một tí cho em bé à? Ừ. Được rồi, để mấy lần sau nữa mình đi quay lại, mình đi sẽ mua cho nhé. Đúng rồi, trẻ con ăn cơm thôi. Ăn phải mén làm sao ai mà ăn được đúng không? Thôi nhá, sau tí lên kia ăn thịt gà nhá. Thôi lên nhà riêng nhỉ. Nhá. Đấy, mua chiếu rồi xong à, cả gối rồi xong tí về xong bảo các bé là ngủ nhá. Đấy, có chiếu sạch rồi. Thôi bây giờ lên nhà Dìa đó các bác ạ. Đấy, Dìa đang hái lá đu đủ các bác ạ. Tại vì là Mỹ Linh bảo đi mua gà về xong là nấu bữa cơm cho các bạn đây ăn, các em đây. Cả tí dưới nhà kia lên ăn nữa. Đấy, tí làm món canh đắng. Người lớn thì ăn canh đắng thôi, còn trẻ con thì ăn thịt. Đấy, hái mấy cái non non kìa đấy. Thế ở đây có hay ăn canh đắng không? Hả? À? Vẫn còn kìa, chua ra là đi, đấy. Ừ. Nó lóng như tàu. Tàu. Rồi thế. Các bác mua gà về mời gia đình này. Béo chưa? Nóng à? Ui. So rồi. Ừ. Nè, trẻ con lại có thịt ăn à. Chị tao xong mà chị bị ký hả? Đấy, còn bên này là món canh đắng này các bác. Người lớn ăn canh đắng, còn trẻ con ăn thịt. Đấy, cho vào xào luôn đấy. Ngon chưa? Nào vào cũng phải vào nhà riêng không phải ăn canh đắng giống như ở Lung Cán. Xào nó hơi chín đi. Đu đủ này xào không chín, ăn nó độc lắm. À, hai chị Phúc mình nhỏ nọ rồi. Cô đây đang cho em bé ăn đây thì các bác ạ. Thì một lúc nữa cô đây không đi ăn cơm được thì tí bảo Dìa là để lại thịt cho cô đây. Thế thì em chị Phúc cho mình giáo này tôi sáu nọ nhá, cho mấy thằng con. Ờ, ở nhau chê, thế cô ở nhà là trông con nhá. Thế nhau chê do mình nhỏ nhá. Đấy, em chị mà hài lòng ngay tôi nhá, tí bảo Dìa mang thịt xuống. Em bé đang bé không tí nó nhiều nó khóc ấy. Thái em giữ hải dìa ngay tua nhá. Dạ. Nếu có giờ tao hay mà mà ai tua. Im giữ mà hải dìa ngay tua nhá. Nó ngay cái nó. Nó ngay cái nó. Ờ được. Đấy nói cô không hiểu. Đấy tí mang thịt xuống cho mẹ nhá. Đấy, cậu này thông minh lắm. Tí lên xong là nói chuyện với cậu này sau nhá. Ý, Thành đang làm món ớt đây các bác. Ngon chưa? Ớt trên vùng cao to. To bằng ngón út.
ấy mềm mén đi các bác, chuẩn bị ăn mềm mén. Thành ăn đồ mềm mén không ấy? Không có mà, em ăn khỏe lắm anh, hai bát đấy. Ừ, sọc muối các bác. Ừ, nóng hổi luôn. Đấy, do các bác thông cảm cho dạ, Mỹ Linh tại vì do cái bàn nhà Gia nó chật quá, thế nên là cho các em nhỏ đấy ăn một chỗ, còn là người lớn ăn một chỗ. Ừ, ăn đi nhá, no đi nhá. Ừ. Các ca, ngon không? Ừ. Ăn đi mai. Đấy. Chỉ ăn thịt đấy. Nóng à, đợi tí, tối gì đi à, so so. Ừ, cậu này ăn khỏe thật. Nhớ để thịt cho nhà dưới nhá, Di ơi. Ừ, nó đi ăn đi, ăn đi. Dạ, cua. Hả? Đi chà. Cua thế đợi đấy, bỏ xuống. So so mà. Đấy, các em nhỏ sẽ ăn bên này. Thường các bé vùng cao các bác. Dạ. Các bạn nhỏ dưới xuôi thì ăn như thế này còn không ăn, nhưng mà các em nhỏ trên vùng cao không có mà ăn. Đấy. Cảm ơn Di nhá. Chắc là Mỹ Linh nhấp môi thôi, không uống đâu. Uống tí còn đi xe về. Thôi cảm ơn em cậu nhá. Cho xanh nhá. Ôi mời nhá. Cậu này cũng uống rượu ấy á. Nhấp môi thôi. Nhấp môi nhá, chị Hào đó nhá. Cậu này nhấp môi thôi các bác ạ, không uống đâu. Đấy, rất là biết điều nhưng mà không uống rượu luôn nhá. Bát thành rồi. Để gọn cái rượu này vào trong này. Đấy. Ừ. 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 Rồi, đây có bát rồi. Bữa cơm là gia đình nhà Gia đây. Đấy, thanh đắng đấy các bác. Ừ. Ngon chưa? Thịt gà ấy. Đây cũng thịt gà. Quá ngon. Thôi ăn đi nhá, nó đi nhá. Mời mọi người nhá. Đây, mượn. Múc ít canh đắng này các bác. Ui, ngon rồi các bác ơi. Thôi nó đi nhá, ăn đi nhá. Mời cả nhà nhá, cảm ơn nhà Gia nhá. Đấy, mời các bác, ngon quá. Ngon. Ngon lắm. Chấm tử gì ơn à. Ngon ngon đấy. Ăn đi nhá, cho ăn được cái nhắn nữa à. Mời các bác ăn cơm cùng gia đình nhà anh Gia. Thôi mời tất cả các bác nhé. Là ngon quá. Quên Thành đưa cho cô em này 100.000. Cô Lê Trương bảo cho cậu em này 100.000. Mỹ Linh quên cho nó mua đồ ăn ăn. Mỹ Linh hết tiền. Còn 50.000 cho 50.000 được. Hết tiền. Này cho 50.000 nhá. Đi mua kẹo ăn nhá. Nhớ là chăm sóc mẹ nhá. Nhớ là xem mẹ ở đấy. Mẹ thì không được thông minh lắm. Thế thì cô em này là con lớn của cô đó. Thì là cũng mong là em đây là nhớ xem mẹ. Thế là không đi học nữa à? Chỉ muốn cần ta ở đó. Sao không đi học? Không thích đi học à? À không có ai ở nhà trông mẹ nên là không đi học nữa đúng không? Đấy các bác cũng rất là thương em đây.
Đấy, bây giờ mẹ thì không được minh mẫn lắm, bây giờ là phải ở nhà là trông mẹ, quản các em nhỏ ở nhà nữa. Đây. Đấy. Thôi ăn đi nhá, nó mỏ đi nhá. Ừ. Ôi không uống đâu, nhâm môi rồi. Tí Minh Linh còn đi xe về. Ờ cảm ơn, cảm ơn. Không uống đâu, không uống đâu. Cảm ơn gia đình. Minh Linh chỉ nhâm môi thôi các bác, không uống đâu. Ăn đi nhá. No đi nhá. Minh Linh là cứ phải là món này thôi các bác. Đấy, trẻ con hơi nhiễu. Đấy, chấm ớt đi các bác. Ngon đấy. Hà Thành cầm máy hộ anh. Còn giả tiền gà rô riêng nữa. Còn tiền gà nữa nhỉ, đúng không? Là 300 nghìn à? Phép của chiếc đúng không? 2 cân thì là 250, à 250 đi. 260 thì còn 40 nghìn thì lúc nào riêng Mỹ Linh quay lại riêng gửi lại cũng được. Đấy. Đưa 200 nghìn nhá. Đấy nhá, cầm tiền nhá. Quà của cô Lê Phương. Đấy xem là có đúng 200 nghìn không? Chưa có dạ nhiều offer chưa? Đầu dơ lên nào, cho các bác xem nào. À, đúng 200 nghìn rồi. Cất đi. Đấy. Thôi ăn đi nhá, gia đình ăn đi. Mời tất cả các bác ăn canh đắng với gia đình ấy. Ngon lắm. Ừ. Xong rồi chấm món ớt này nữa. Này các bác xem. Mời tất cả các bác nhá, ăn cơm chỗ nhà riêng nhá. Mời gia đình nhá. Ngon quá. Đấy, thấy các em đây là lâu không được ăn thịt nên là Mỹ Linh phải cho các em ăn một bữa gọi nó dinh dưỡng có đạm chút. À, mời tất cả các bác nhá. Thôi Thành ăn đi nhá. Đấy, mẻ mẻ này. Mấy đứa này ăn no rồi à? No cháu rồi à? À, ăn no rồi à? Thôi thì cái thước phim của Mỹ Linh cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ôi, chào gia đình nhá. Mời lên nhau lên nhá. Gia đình ăn cơm nhá. Bye bye nhá. Nhau nhá. Ôi các bác ạ, Mỹ Linh cũng cùng với cả em đi về đây. Ấy giời ơi. Ê, giả tiền gà nhá. Để khách tuổi rồi, đây, đây, bắt gà đến rồi. Đâu xe à? Đây, 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 gà mang đến rồi các bác. Đấy. Đấy, đây, tiểu. Còn lì mình nhuận. Thế bác vào đây ăn cơm với gia đình luôn, cho lên nó mỏ kìa nhá. Đây. Đấy, con gà làm giống đây các bác, đây. Gà làm giống. Đấy tự dưng đang đi về đi. Ôi. Gà đen à? Cái đu rồi. Cái đu rồi. À, gà đen luôn các bác. Ôi, ăn nhớ lần nó mỏ kìa nhá. Bác cùng họ ăn cơm luôn. Là nhớ nó mỏ nhá. Đấy. Thôi nhá, nè nè nhau nhá. Hẹn gặp lại. Ôi các bác thông cảm, Mỹ Linh cũng là đi về đây tại vì trời rất tối, đi đường rất là khó đi nữa. Bây giờ đi về tại vì cái đường kia nó rất là bé. Đấy, anh em là bây giờ lại phải mò đi về. Đấy, rất là cảm ơn các bác đã theo dõi thước phim. Hôm nay thì vào thì cũng không mua được dê. Tại vì là chủ dê là mang dê đi chăn rồi. Đấy, về rất là tối rồi. Thì là hai anh em là mua giả cái tiền gà cho hộ Mỹ Dìa thôi. Sau mấy hôm nữa thì Mỹ Linh sẽ quay lại và mua dê cho nhà em Dìa ba con. Tại vì là đã cọc tiền có dê rồi. Thôi đi về nhỉ. Thối quá. Muộn rồi, giờ đi về được rồi đó. Tại vì là cũng là Mỹ Linh mua con gà vào thì là cũng là muốn là nấu bữa đạm cho các em nhỏ để ăn. Thì cũng phải đợi gà chín, không thì không thì cũng về sớm rồi, cũng phải về muộn này các bác. Các bác xem đường các bạn đi rất là khó đi. Tối toàn đá.